đại ca, đại ca, đại ca. Đại ca ơi, cái giếng này rồi này đại ca. Wow. Nó đây đó hả? Ờ đại ca, giếng này sâu ghê luôn đại ca. Sâu đâu đại ca, thả xuống. Thả xuống đại ca. Trời. Nè nè nè, tao cho mày hai xu mày thả nha. Ừ, che nha đại ca. Này đại ca. Ok ok. Đấy. Kinh. Ô đại ca. Đây đây nè. Em còn xu em thả luôn nha đại ca. 1 2 3. Mạnh lên coi. Sướng không đại ca? Mạnh lên. Dạ em đang đánh đây đại ca. Đánh bên này đi nè. Dạ bên này nữa. Mày ướt xìu. Đại ca. Em sao? Phục vụ đại ca. Rồi đại ca cho em biết tiền đi đại ca. Bữa nay em vả quá. Lại tiền. Thì cả tháng nay đại ca có cho em đồng nào đâu. Bắt em làm việc quá trời. Có cho em đồng nào đâu. Chứ mày thấy tao quá tiền không? Mấy bữa nay mình thấy không? Tụi mình có được cái gì không? Thế đại ca hôm bữa mà mời lấy 100 triệu đó đâu rồi đại ca? Tao làm việc riêng cho tao rồi. Ủa, việc riêng là việc gì đại ca? Sao không cho em một ít? Mày thấy tao sinh ra không? Sao ôm à? Mà đại sao đại ca? Tao mới đi tu sửa nhan sắc của tao rồi. Ô mẹ đại ca. Ô hè gì? Em vừa nãy nhìn thấy đại ca khác này. Thấy chưa? Đại ca, sao em nhìn thấy đường trước đại ca? Đại ca, em nói với đại ca đừng giận nha. Đường trước đại ca mắt cũng không lồi lắm mà sao thì khi đi sửa mày mắt đại ca lồi vậy đại ca? Mày không biết bây giờ nên là mốt mắt lồi. Không mắt lồi hả đại ca? Đúng. Ồ, thế đại ca, ngày mai cho em biết tiền em đi móc mắt em ra cho lồi, cho đẹp. Cũng được đó. Ừ, đại ca. Mày mà móc mắt ra mắt mình sáng lắm luôn. Đúng đó. Rồi, em mà mắt sáng là em có thể là thu tiền về cho đại ca đó. Mình. Nha đại ca. Đại ca thôi bây giờ mình đi kiếm tiền đi đại ca. Ê, mày kia hình như là thằng nhà giàu. Đại ca biết thằng nhà giàu không? Cái thằng mà tụi đẹp con Linh Nhi gì phải không? Ừ đúng rồi, nhà thằng đó giàu lắm đại ca. Ba nó làm giám đốc đó. Thằng này chắc chắn dùng tiền này đại ca. Hay giờ mình ra đó mình kiếm cách tìm mình chẩn nó đi đại ca. Đi đi. Thằng đó nhìn nó cũng khù khờ lắm mày. Ừ, nhìn thằng nó ngu của đại ca. Mình đi ra đây đại ca. Đi nhanh lên, nó chạy mất rồi đại ca ơi. Bây giờ mình còn 4 xu nè. Ồ, 4 xu chơi game này. Mà game này là game xịn nha. Hay là bây giờ mình cầm xu này rủ công Nguyên đi chơi đi. Ờ, được đó. Yeah. Thằng nhà giàu. Ủa? Mày có gì dẫu sau thằng nhà giàu? Ờ, đâu có gì đâu. Hả? Đâu có gì đâu. Không có gì à. Ủa? Định chạy à. Mày biết tụi tao là ai chưa? Hai đại ca có gì không hai đại ca? Hả? Trên tay mày cầm gì đó? Xu chơi game của em rớt rồi. Ơ? Mấy đồng xu của em rớt xuống giếng rồi. Đại ca, rớt xuống giếng rồi giờ sao đại ca? Có bao nhiêu cũng không cầm được đấy là mày. Rớt rồi đúng không? Rớt mất rồi. Thôi đi. Thôi chứ buồn. Mà đại ca. Sao? Sao nó gặp mình nó rung vậy đại ca? Mày làm gì nó không? Em có làm gì nó đâu. Đại ca làm gì nó không? Không, tao biết nó là ai đâu. Thôi rớt rồi thì giờ làm sao giờ? Thôi, cái diễn này sâu quá à, giờ sao nhặt lên được? Thôi kệ nó đại ca, bao nhiêu mình không biết chuyện gì hết. Đâu chuyện gì đâu, chưa nhá mày. Đi đại ca. Trời ơi, xu của mình rớt xuống đấy rồi, làm sao mà lấy được giờ? Ồ, diễn này sâu thế này, không lấy được rồi. Xu mình rớt xuống diễn rồi, lấy xu đâu mà đi chơi game bây giờ? Này cậu bé. Có phải con vừa rớt những cái đồng xu vàng này dưới đáy giếng hay không? Con hãy nhìn lại xem. Xu đẹp quá. Ồ, xu vàng lấp lánh nè. Có phải của con không? Ồ, xu đẹp quá nhưng mà không phải của con. À, con rớt đồng xu bình thường cơ. Con gửi lại cho bà. Cậu bé đợi ta một chút nhé. Thế có phải cháu vừa rớt những cái đồng xu bạc này không? Cháu nhìn xem. Wow. Ồ, đồng xu gì mà đẹp như thế này. Cháu còn rớt đồng xu, nhưng mà đồng xu chơi game bình thường thôi, chứ không phải là đồng xu lớn và đẹp như thế này. Cháu gửi lại cho bà. Này cậu bé, có phải là 4 đồng xu này của con hay không? Ồ, đúng rồi, đúng 4 đồng xu chơi game này của con rồi. Đây, ta trả lại cho con nhé. Ồ, con cảm ơn bà nhé. Ừ. Này cậu bé, ta thấy con là một người rất là trung thực, thế nên ta quyết định rằng sẽ tặng cho con 2 sâu xu bạc và vàng này, con hãy nhận lấy nhé. Ồ, bà cho con thật không? Bà cho con thật đấy. Wow, đẹp quá. Trời ơi, xu lung linh luôn. Con cảm ơn bà nhiều nhé. Yeah. Ồ, bà đâu rồi? Ồ, bà Tiên ơi. Bà biến đâu rồi nhỉ? Wow, tưởng rớt xu xuống giếng là xui, mà ai ngờ bà Tiên bà hiện ra, xong bà tặng cho mình 2 chuỗi xu luôn. Một chuỗi xu bằng vàng này, một chuỗi xu bằng bạc này. Wow, đẹp quá trời luôn. Ô đại ca, đại
ca ơi. Ơi, tao nghe đây. Cái gì mà xu vàng xu bạc kìa đại ca. Ừ, tao thấy nó cỏ quá đời luôn. Đẹp ghê đó mày, trời ơi, hai xu. Đại ca. Sao? Nó nói cái diễn gì đại ca? Có phải là cái diễn lúc nãy không ta? Cái diễn nãy là đất đồ của nó đó. Ừ, hình như diễn nó có ba tiếng đó. Ồ, là nó làm á đại ca ơi. Sao? Là nó làm rớt xu gì đó. Xong bà tiên hiện lên cho nó hai xu, đó là hai sâu xu, đó là sâu xu bạc và sâu xu vàng đó đại ca. Wow, nhìn đã ghê luôn kìa đại ca. Đại ca có nhộn em đúng không? Đi. Đại ca bây giờ mình ra diễn đi đại ca. Đi. Đại ca. Đại ca ơi, cái diễn này rồi này đại ca. Wow. Nó đây đó hả? Ờ đại ca, diễn này sâu ghê luôn đại ca. Xu đâu đại ca. Thả xuống. Thả xuống đại ca. Chờ. Nè, tao cho mình hai xu mình thả nha. Ừ, che nha đại ca. Này đại ca. Ok. Đấy. Kinh. Ô, đại ca. Đi đây nè. Em còn xu em thả nha đại ca. 1, 2, 3. Đại ca, mình khóc đi đại ca. Giống rồi đại ca. Bà Tiên ơi, bà Tiên. Lúc nãy con có làm rớt xuống chỗ này á, bà có thấy mấy cái đồng xu nào mà rớt xuống này không bà Tiên? Bà Tiên ơi, con cũng làm rớt nữa đó bà Tiên. Ờ đúng rồi bà Tiên. Ta hiểu rồi, có phải là 4 cái đồng xu này không? Hai con nhìn thử xem. Không phải đâu, này cô bé, có phải là số xu này không? Dạ, đó là của con đó bà Tiên ơi. Đúng rồi, đó là của con đó bà Tiên ơi. Này của con bà Tiên, con cảm ơn bà Tiên nha, Nếu các con nhận đó là của các con thì các con cứ mang về đi nha. Dạ, con cảm ơn bà Tiên, con cảm ơn bà Tiên. Ôi, đi đại ca, thấy em giọng ngôi sao không đại ca? Cái này gọi là giống em phù hồ đó. Tiền vàng quá trời luôn nè đó. Đẹp đại ca, bữa nay em lên đời rồi nha đại ca. Mà nhìn tao nè. Wow. Đúng là đại ca nào đẹp từ nãy đúng không? Đẹp quá. Đẹp, đẹp đại ca cũng đẹp. Wow, đẹp quá đại ca ơi. Ủa công nhận đại ca. Đẹp nữa. Đại ca bằng vàng công nhận thẩm mỹ cái luôn á đại ca. Ừ. Ê, hả? Mà công nhận. Thích thiệt chứ mày. Thích chứ đại ca. Ô, đã quá đây. Ô đại ca, bây giờ mình có vòng đẹp rồi đại ca. Bây giờ mình đi về xóm mình á. Mình khè mình rửa con nít nhưng mà xóm mình đi cho nó lé mắt hết trơn đại ca. Nó lé rồi. Lé nhắc luôn đại ca. Đi luôn đại ca. Đi luôn. Ô, từ nay là mình là thành ngôi sao rồi đại ca nha. Cô mấy kia. Cô của mấy kia. Cô em cái gì đại ca? Cái dây chuyền không à? Dây chuyền bạc cái gì đâu đại ca? Có gì đâu. Cô của mấy kia. Ai mua bánh không? Bánh tunny ngon ơi, giòn ơi. Ai mua bánh không? Trời sắp mưa rồi mà không có ai mua cho mình vài gói bánh tunny nhỉ. Tối nay về lại không có gì để ăn rồi. Ôi đói quá. Ơ, đầu kia hình như có ông lão bán bánh kìa. Mà nhìn ông tội ghê ta. Trời sắp mưa rồi mà không ai mua cả. Hay là mình ghé ủng hộ ông đi. Cháu ơi. Ồ, ông bánh bánh hả ông? Ờ, ông bán bánh tunny á, ngon lắm. À, bánh tunny này, bánh này cháu thấy nhiều người ăn lắm nè. Mua ủng hộ cho ông đi, trời dạ. Sắp mưa rồi mà ông chưa bán được gói nào cháu ạ. Ồ, sáng giờ ông chưa bán được cho ai à? Ờ, ông chưa bán được cho ai cả. Tối nay ông về lại đói bụng rồi. Ồ, để cháu xem coi còn bao nhiêu tiền. À, cháu còn 500 này không? Ông bán hết số bánh này cho cháu đi. Ồ, cháu mua hết số bánh này cho ông luôn hả? Dạ, cháu gửi ông. Ôi, vậy cảm ơn cháu nha. Dạ, còn tiền dư thì cháu tặng ông luôn, tại vì cháu thấy ông già cả rồi á. Ồ, cháu công nhận là người tốt, thì là may mắn sẽ đến với cháu. Rồi, để ông giúp cháu đem bánh về nha. Dạ, cảm ơn ông. Ừ. Ồ, nhiều bánh như thế này chắc mình rủ công nguyên qua ăn chung cho vui đi. Ờ, được đó. Ôi, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.
Không biết con Nguyên này mình nhắn có qua chưa nhỉ? Sao ơi, sao? Ồ, con Nguyên nè. Ồ, sao nhanh vậy con Nguyên? Ừ, tự nghe ăn rồi tự phải chạy qua liền chứ, sao nào? Ủa, sao không? Bánh nó ăn nhiều vậy, sao nào? À, lúc nãy tớ đi về á, thì gặp cụ già ông bán bánh, mà thấy ế quá. Xong tớ thấy ông tội quá, tớ mua hết luôn này. Hả? Ừ. Ê, sao không? Sao cái bánh gì mà nhìn lạ chứ không? Lần đầu tiên tớ thấy luôn á. À, bánh này là bánh Tunny hương mới đúng không Nguyên? À, bánh Tunny hương mới đúng không? Ờ, cái này là hương tôm hùm nè. Ồ vẻ sao? Ừ. Ồ vậy là cái bánh này bánh mới của Tunny đúng không? Ờ. Ồ hai chú Hào nha. Ừ. Nhiều như này thì ăn khi nào mới hết ta? À? Bây giờ mình ăn đi luôn chú Hào. Ờ vậy tới mới rủ cậu nè. Ờ. Ăn đi. Ăn đi chú Hào. Ừ. Ăn cái này chắc điện tử chưa hết luôn á. Ờ. Này công Nguyên, ở đây là có các nhân vật trong đảo Hải Tặc này công Nguyên. Ồ trong bộ phim hoạt hình đảo Hải Tặc đúng không? Ừ. Đây nè, cậu thấy gì chưa? Đây là con tôm hùm nè. Tôm hùm này giống như là tôm hùm đất đó công Nguyên. Là cái vị tôm hùm sốt cajun này đúng không chú Hào? Đúng rồi. Nhìn rất là ngon luôn nè. Nhìn ngon lắm chú Hào ạ. Có phía sau có gì kìa chú Hào? Ờ phía sau này có bản đồ nè. Cái này hình như là truy tìm kho báu gì đó. Tớ cũng không biết nữa. Để tớ bóc ra thử nha. Ờ chú Hào bóc xem nào. Ồ chú Hào bây giờ tớ bóc nha chú Hào. Ồ thơm ghê đúng không em? Tớ bóc đi. Ờ tớ bóc nha. Ờ. Ồ ăn thử đi. Thơm ghê luôn chú Hào ơi. Thơm mùi tôm đúng không? Ừ. Ăn đi chú Hào. Ừ ăn đi. Wow nó giòn ghê chú Hào nha. Ừ giòn. Vị mặn mặn chua chua còn ngọt. À. Ồ. Tớ ăn nghe đào đào không? Ừ. Wow, ở đây nó tẩm ướp gia vị nè. Cậu thấy không? Có màu đỏ, màu đen nè. Rồi nhiều màu khác nữa nè. Ừ, ngon không chú Hào nha. Ừ, thơm á. Wow. Đúng là cái loại bánh tuni cái vị mới này. Tôm hùm sốt cajun thì ngon thật chứ. Ừ, giống như là vị tôm vậy đó. Ừ. Tuyệt vời. Ừ. Nhưng mà trên bao bì này chú Hào. Ừ, sao? Còn những cái nhân vật mà đạt hành tật á. Ừ. Bộ phim hoạt hình này tớ rất thích luôn nè. Ờ, tớ cũng hay xem bộ này nè. Ừ, hồi xưa coi chút luôn chú Hào. Ừ. Đãi nữa anh nha. Ừ. Ủa trong này có cái thẻ này công Nguyên. Ủa cái thẻ màu bạc kìa chú Hào. Ờ màu bạc này để tớ xé ra nha. Ừ. Wow. Ồ nhân vật này Mr. 13 nè. Cái đây là cái thẻ su bạc đúng chú Hào. Ừ. Ủa tên nhân vật này là tên gì á chú Hào? Mr. 13. À Mr. 13. Ừ có là biểu tượng kẻ vua bao nè. Đây là cái bao này công Nguyên nè. Bao đúng không? Ừ. Còn mặt sau này là gì đây? Ồ mặt sau là biểu tượng hải tặc nè. Ờ biểu tượng của cái nhóm hải tặc đó chú Hào. Ờ và đây có là logo Tunny. Ồ hai chú Hào nha. Ê công Nguyên ơi, tớ thấy ở đây có một cái lỗ này nè. Mà không biết cái lỗ đó để làm gì ta? À tớ biết rồi, cái lỗ này dùng để mình sâu dây vào đây đó. À là mình có thể xỏ dây đó mình đeo lên đúng chú Hào. Ừ. Wow đã chú Hào nha. Ờ đẹp chưa ta? Để tớ xem một đợt còn có không. Ờ. Ồ tớ cũng có đây chú Hào. Ồ cũng có hả? Ừ. Ồ đây này chú Hào. Ờ màu vàng thì có biết. Ờ nhưng mà cái thẻ của tớ là màu vàng. Ừ. Để tớ xẻ ra chứ sao. Ờ cậu xẻ ra xem nào. Wow. Đây là cái đồng xu của tớ màu vàng đấy chú Hào. Nhân vật Nami kìa. Ờ nhân vật tên là Nami đó. Nhìn wow. Rất là đẹp đúng chú Hào nha. Ờ. Đây nè, đây cũng có biểu tượng là kẻ búa bao nè. Ờ cái kéo nhưng mà kìa. Cái tớ của là cái kéo đúng không? Ừ. Cái kéo đó thẳng của cậu đó. Ờ cái kéo thẳng cái bao đó. Ờ cái kéo cắt cái bao đó chú Hào. Ừ. Đó. Đây mặt sau của cậu có gì không? Có. Mặt sau của tớ là cái đầu lâu này cũng là biểu tượng cái của hải cái đặc của nhóm hải tặc đó. Ừ. Còn phía dưới này cũng là cái logo của Tunny này chú Hào. Ờ hay nha. Ê mà chú Hào có cái lỗ kìa. Ờ của tớ cũng có lỗ nè. Ừ. Hình như tớ phát hiện ra là cái thẻ vàng của tớ á. Nó to hơn cái thẻ của bạc của cậu nè. Ờ nó to hơn kìa. Ờ nó to hơn này chú Hào. Ê cậu ốp lên xem nào. Nè. Đúng không? Ờ nó to hơn một xíu kìa. Ờ nó to hơn một xíu đấy chú Hào. Ừ. Oh, vậy là cái thẻ su vàng này nó sẽ to hơn cái thẻ su bạc đó chú Hào. Ờ lấp lánh kìa ta. Ờ nhìn, ồ nhìn đẹp chú Hào nha. Ừ. Ồ đã chú Hào này. Ờ đẹp, đã cho cậu này. Ờ đẹp kìa ta. Ồ tôi nhớ ra một điều. Tớ gặp bà Tiên đó. Gặp bà Tiên hả? Ờ ở dưới giếng đó không Nguyên. Ồ rồi bà Tiên có cho gì cậu không? Mà bà cho tớ hai sâu su, một sâu màu vàng, một sâu màu bạc. Hình như là giống y su này luôn á. Ồ vậy hả chú Hào? Để tớ lấy ra xem nào. Ờ cậu lấy ra xem đi. Ồ, đây màu vàng này công Nguyên nè. Ồ. Ôi, đúng rồi. Giống y luôn nè. Ờ nó giống cái của tớ luôn nè. Ờ. Mà cái thứ cũng bằng nhau luôn này chú Hào. Ờ, còn đây là một sâu màu bạc nè. Wow. Ôi chú Hào. Hả? Lúc mà mình sâu lại với nhau á. Ờ. Là những cái đồng xu này sẽ ra chỉ phát ra tiếng kêu hay chú Hào nha. Ờ nó va chạm với nhau kêu nè. Ờ. Hay chú Hào nha. Ờ. Hay là cậu cho tớ mấy cái đồng xu vàng này đi. Ờ. Tớ mang về nhà tớ sâu để tạo cái tiếng kêu để chơi nha. Ê cậu cho cậu một nửa số xu vàng này nè. Chắc là một nửa hả? Ừ. Ờ nó cũng được. Rồi nha. Tớ sẽ chia cho cậu một nửa số vàng này nhé. Khỏi tớ lấy số vàng thôi. Ờ. Thôi bây giờ tớ đi về nhé chú Hào. Ê cho cậu ba gói này. Cho tớ ba gói ăn nhé. Ừ. Cảm ơn chú Hào nha. Ừ bye bye cậu nha. Về tớ sâu cái đồng xu này lại rồi đem qua cậu chơi nhé chú Hào. Ừ ok. Rồi bye bye. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nhá.
Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh. Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.